Đây là video 4 giờ sáng nhà nông Việt ơi. Bữa nay là bẻ cự thứ 10. Tối ngủ không được. Tại vì hôm qua trái nó nhiều quá anh. Rồi quay video cho bà con coi. Video này để tham khảo thôi. Cũng lần đầu tiên trồng hổ qua giống Cacavin. Cũng lần đầu tiên trồng luôn. Hồi xưa đi làm Bình Dương về rồi coi clip nhà nông Việt á, cái trái nhiều quá, về quê trồng hổ qua này cũng lần đầu tiên thấy trái quá nhiều. Video quay ban đêm mà có gì xem không rõ thì mong anh em thông cảm. Tại vì tối nay ngủ không được. Cái trái nó nhiều quá. Mong sáng là quay, giờ thấy vậy ra quay cho anh em bà con xem. Giống Cacavin. Này cử thứ 10. Tối à. Giờ này mới 4 giờ mấy, 3 giờ mấy, 4 giờ sáng. Mong anh em thông cảm video này để gửi cho anh nông nhà nông Việt. Trái nhiều. Vừa gọi đèn pin vừa quay. Tại vì ngủ không được. Thấy trái nó nhiều quá. Cho mọi người xem vui thôi. Trồng được như vậy cũng mừng, cũng lần đầu tiên. Cũng xem video của anh nhà nông Việt không. Người làm theo cách lên mạng làm. Người giữ lá chân thì em không biết giữ sao nè anh nhà nông Việt. Nó đốm quá trời. Có thuốc nào chỉ ông đặc trị gửi cho em, chỉ cho em đi. Em cũng lần đầu tiên nó nổ lá chân. Nó nổ quá trời lá chân. Tại vì em mới trồng á, anh em cứ xịt đại không à. Cứ đi nhà thuốc mua người ta nói xịt thuốc này thuốc kia là mình ta chỉ là mình xịt thôi. Tại vì mình mới trồng đâu có biết. Ta chỉ đâu người ta làm, mình làm đó thôi. Đó. Trái thấy lừ luôn á. Em hái gần 2 tấn rồi, nhà anh nhà nông Việt ơi. Bây giờ mới bữa nay là cử thứ 10 nè. Tháng nay là hái là cử thứ 10. Video này tối à. Tại ngủ không được nó làm. Coi coi nó đẹp quá này trái. Thương lái ta chuộng lắm. Cái giống này thương lái ta hỏi mua ở đâu. Rồi em mới nói là em xem kênh anh nhà nông Việt. Rồi thấy trái nó nhiều em cũng thử mua 18 tép á, 18 thẻ để trồng trên một công đất nè. Thấy đạt năng suất. Em cũng có trồng đối chứng giống khác, nhưng mà giống khác bây giờ bẻ mới bẻ được mấy ký à. So với giống này thì em thấy là nó chưa tốt mấy. Giống kia thì thấy trái nó cũng bình thường. So với giống này thì mình thấy trái nó gỗ nhiều hơn. Nó gỗ nhanh nữa.
trái cũng đẹp, thương lái người ta cũng thích lắm. Thấy trái nó nhỏ, nó đều vậy á, nó ngắn hơn trái bự, nó ngắn hơn trái dài, giống trái dài thiệt, nhưng mà cái cân nặng của nó không thua. Những người thương lái người ta nói là thằng này nó nhỏ nhưng mà nó nặng, chắc thịt nó chắc hơn thằng mấy thằng bự. Cân thử rồi một bọc như nhau, nhưng mà mấy hổ qua kia nặng không bằng, nó nhiều nhưng mà nó nặng không bằng. Thằng này cọt trong bọc vừa thôi nhưng mà 10 kg, còn thằng kia em cọt gần gần ra ngoài bọc luôn á, nhưng mà cũng 10 kg. Đúng ra là trái nó nhỏ thiệt, không dài không bự như người ta, nhưng mà chắc, thấy nó gọn. Rồi mọi người ta dùng ta cũng thích nữa. Rồi đi bán ai cũng hỏi giống này mua ở đâu, nói là mua nhà bên công ty Takawin á, nhưng mà bên kênh của anh nhà nông Việt. Còn ở Sóc Trăng này em đi kiếm không có, kiếm giống này thì chưa, thị trường chưa thấy người ta đem lại bán trong cái chỗ bán hạt giống á, thì chưa có. Cử thứ 10 rồi mà trái nó vẫn còn tốt. Đó, em làm giống bên kia là giống đối chứng, chắc mọi người không thấy đâu, xa quá, bên kia một cái ao. Nhưng mà giống đối chứng thì chưa, mình không phải là mình đánh giá đâu. Lần sau thì mình rút kinh nghiệm, mình trồng giống này. Tại vì em mới đầu em cũng không dám trồng nhiều, nên mình chưa biết á. Bây giờ thấy làm thật sự như vậy là thấy quá trời trái rồi. Như một phần mình xem video không mà mình chưa làm thực tế, thành ra em cũng không dám làm, nên lần sau em làm hết luôn hai công đất. Tại vì em cũng chưa từng làm thằng hổ hoa này, khổ hoa này đâu, nó mới làm lần đầu tiên. Rồi video này xin kết thúc. Cảm ơn anh nhà nông Việt, cảm ơn công ty Takawin hạt giống rất là chuẩn. Rồi ok. Đó, có gì xem không rõ anh nhà nông Việt thông cảm. Anh em quay lúc mà 4 giờ 3 giờ mấy 4 giờ, em ngủ không được, em thức em quay coi vàng hũ hoa đẹp quá nè. Rồi xin cảm ơn.